làm gì đấy? Anh để cái tép vào đây. Chuyển cái tép. Thế này là cái gì nhỉ anh? Cái búa. Thế này chắc để đây từ lâu lắm rồi đấy nhỉ? Cái này anh không dùng đến à? Cổ lắm rồi đấy anh nhỉ?
Cái này để làm gì đấy? Để dầu xung quanh chân này. Cái này là anh? Anh ơi, cái này làm nào đây? Cái dầu thôi. Cái chút này à? Dầu xung quanh chân. Ơi, không biết đóng chọn gỗ cho anh đi. Vâng. Lấy luôn cái này anh ơi. Đây này anh ơi.
sang người dưa không? Sang dưa hộ phải chứ. Nhà đây dưới hộ anh chị.
Thank you.